Rồi, xin chào mấy anh em ha. Bữa nay em giới thiệu cho anh em một số mẫu yêu cầu của anh em nha. Mấy mẫu này vip đó, mẫu em đang cầm trên tay là cái mẫu này, là cái mẫu mẫu trứng cua này nè. Mẫu này ha, mẫu trứng cua đồng điện nha, mẫu trứng cua đồng điện nha nè. Thì cái đồng điện bên em là xếp thép đôi em xe lại nha nè, xe kỹ cực kỳ luôn. Anh em xài thời gian anh em yên tâm ha, nó không có chạy tới chạy lui mà nó loại cũng thép anh em nha. Xe còn này lâu lắm, xe này còn này lâu. Thì cái lưỡi câu này, cái lưỡi không anh em làm là lâu cực kỳ luôn nha anh em. Mẫu này từ cho tới khoan lỗ nè, khoan lỗ tròn do nè anh em thấy không, mũi ngạnh nè. Thì cái này lưỡi câu này làm nhà làm thủ công nhà nha nè. Thì cái mũi ngạnh thì quan trọng làm kỹ lắm. Cái ngạnh bên em nó không có tù lù hoặc là nó quẹo quay quẹo lại nha nè. Mũi này mũi cao cấp nha. Thì cái mẫu này nó em đang cầm trên tay là cái mẫu này, là cái mẫu trứng rùa nè, trứng rùa nè, đuôi liền nha. Cái này cái đuôi đập dẹp khoan lỗ nha nè, lỗ nông ra ha, đuôi liền luôn nha nè. Viết lắp cái lưỡi câu làm cực kỳ công phu nha nè. Mũi ngạnh thì anh em yên tâm nha, bên em là cái mũi lưỡi nhỏ là nó bỏ nha nè. Mũi lưỡi trứng cua thì mỗi loại gì đây thì nó có hai dòng đồng điện đồng cỏ. Thì em cũng giới thiệu cho anh em nhiều loại thép thép rồi nha nè. Mấy người biết trước em cũng có thể thiệu thép em bẻ là ba loại thép 2/2, 2/4 và 2/8 nha. Cộng 2/2 thì cộng 2/2 là cộng này nè. 2/2 thì mình thấy kéo cá từ 2 kg, từ 2 kg đô lại nha nè. Còn cộng 2/4 á, 2/4 ở bên này, 2/4 thì mình kéo cá từ 2 kg trở lên nè. 2/2, 2/4 thì nó không có chênh lệch nhiều, chênh lệch nhiều 2/8 nè. 2/8 mình thấy nó gọn hơn ha. Thì cộng 2/2 á là em vẽ dài từ 50-55 nha anh em. Mình thấy kéo cá từ 2 kg đô lại, còn 2/4, 2/8 thì dài 60-65, kéo cá 2 kg trở lên nha nè. Thì đồng điện đồng cỏ em để đồng giá nhau đó, để đồng giá cho anh em xài nha nè. Mẫu này là siêu vip ha, riêng mà anh em nhắc xài để con bên em cá táp thì anh em yên tâm nha, táp là lượng nè, canh kỹ là khuôn bên em chuẩn lắm. Thì khuôn bên em là chuẩn cực kỳ đó giờ nha nè. Thì bán lâu rồi nha nè, bán 5-6 năm nay thì bán nhiều lắm anh em, mà đặt nhiều lắm. Nhưng quan trọng là nó nhảy nha nè, nhảy mà làm để câu kỹ nè, mũi ngạnh nè. Thì tới mười mấy mẫu là anh em cần mẫu nào alo em ha. Mẫu này mẫu trứng cua nha nè. Thường là anh em điện em chốt hàng, chốt đơn á là điện trực tiếp hoặc là anh em nhắn tin Zalo. Zalo em sẽ gửi mẫu cho anh em coi, và đúng mẫu mà anh em muốn đặt thì em sẽ gửi về nha nè. Rồi mẫu này là mẫu hôm nay bên em nè nè, hôm nay nha. Anh em cần mẫu này alo em nghe nè. Đã lắm, cái cầu này đẹp xuất sắc luôn. Đẹp mà nhảy đi chứ không phải mà đẹp mà không nhảy đâu nghe nè. Đẹp nhảy nha, quan trọng là đẹp nhảy nghe nè. Làm kỹ đó. Một cái câu là làm lâu lắm nghe nè, chứ không phải là một ngày. Một ngày bẻ không có được nhiêu lưỡi đâu anh em ơi, một ngày bẻ không có nhiêu lưỡi đâu. Cái mẫu này cao cấp nó làm kỹ đó. Nếu mà làm sơ sơ xong bán cho anh em thì nó nhanh lắm. Mà có này em làm kỹ lắm, cái lưỡi nào ra lưỡi lấy chất lượng này nè, chất lượng như hàng thủ công người khác nè. Mẫu này mẫu mẫu này anh em cần mẫu này alo em nè. Và mẫu này một số ba này nè, ba này vip luôn. Mũi ngạnh là lưỡi nào như nấy nha, không có cái trường hợp là lưỡi mà mũi ngạnh mà nó lỗi đâu nghe nè, lỗi là bỏ này nha nè. Cộng 2/2 hiện đang bán giá là 200 nha anh em, còn 2/4, 2/8 bán giá 250 nha. Em có già cái có lưỡi câu giá dùng chung nữa nha anh em. Giá dùng chung thì mẫu nó là mẫu đuôi ghép thì nó rẻ hơn cái mẫu đuôi này. Thì cái đuôi này làm lâu lắm nha anh em, khoan lỗ nông ra lâu lắm. Mẫu kỹ đó, mẫu số 3 nha anh em. Rồi, tiếp tục giới thiệu cho anh em thêm mẫu nữa nha. Mẫu số 7 nè anh em. Mẫu số 7 ha. Mẫu số 7 này là những anh em mà đi nhấp cá gừng nha nè, cá gừng cá lớn á, mấy cá lớn cá gừng ok lắm. Mẫu này cá lớn nha nè, từ 1 kg mấy lên anh em mê mấy mẫu này lắm. Cá gừng cỡ ký 7, ký 8, 2 ký rồi nè. Anh em phải mẫu số 7 này giặt đã lắm, táp giặt luôn nha nè. Mũi ngạnh, mũi ngạnh này anh em yên tâm nha, anh em chỉ yên tâm nha nè, tính cho anh em luôn nha nè. Câu bên em là uy tín luôn rồi. Anh em cầm mẫu nào thì alo em nha nè. Bên em thì em nhiều mẫu lắm. Mẫu này mẫu hàm chó nè, hàm chó anh em.
đã lắm nha anh em. Rồi xin chào mấy anh em ha. Anh em có thương em thì ủng hộ em nha anh em. Hoặc là em bấm đăng ký kênh cho em lên mấy cái mẫu mới anh em chia sẻ. Thì em tới mười mấy mẫu nè. Ngày em lên một bốn năm mẫu cho anh em tham khảo. Anh em cần mẫu nào thì alo em. Anh em muốn cần tư vấn kỹ hơn thì anh em điện em nghe nè. Hoặc là anh em nhắn tin Zalo nghe anh em. Đặt hàng thì thường điện trực tiếp nha. Điện trực tiếp nhắn tin Zalo em xin địa chỉ gửi về cho anh em luôn nha nè. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em lần sau nha nè.